mất 10 tỷ đồng do cài app dịch vụ công giả mạo. Mới đây, Công an quận Cầu Giấy tiếp nhận đơn trình báo của một người dân về việc bị kẻ lừa đảo giả danh cán bộ công an, yêu cầu cài đặt phần mềm app dịch vụ công giả mạo. Theo đó, sau khi cài đặt xong, tài khoản ngân hàng của người này bị mất 10 tỷ đồng. KTSG Online mới đây, Công an quận Cầu Giấy tiếp nhận đơn trình báo của một người dân về việc bị kẻ lừa đảo giả danh cán bộ công an, yêu cầu cài đặt phần mềm app dịch vụ công giả mạo. Theo đó, sau khi cài đặt xong, tài khoản ngân hàng của người này bị mất 10 tỷ đồng. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông trong thời gian qua đã liên tục cảnh báo về thủ đoạn kẻ xấu giả danh công an để gọi điện, yêu cầu người dân cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, nhiều người vẫn sập bẫy trước thủ đoạn này. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn như trên. Theo đó, Công an quận Cầu Giấy tiếp nhận đơn trình báo của anh T trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội về việc anh nhận được điện thoại của một đối tượng giả danh cán bộ công an, yêu cầu cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo. Sau khi cài đặt xong, anh T phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất 10 tỷ đồng nên đã đến cơ quan công an trình báo. Các đối tượng giả danh cán bộ công an để gọi điện thông báo căn cước công dân của người dân bị lỗi trên hệ thống hoặc cần phải cập nhật dữ liệu dân cư, mã định danh, rồi yêu cầu người dân đến cơ quan công an để làm việc. Với lý do cần hoàn thiện gấp hồ sơ, kẻ xấu yêu cầu người dân phải tải app dịch vụ công giả mạo do đối tượng cung cấp. Ngay sau khi cài đặt phần mềm giả mạo này, người dân sẽ bị đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại, thực hiện việc chuyển tiền từ thông tin tài khoản ngân hàng và các ứng dụng thanh toán được lưu trên điện thoại. Cục An toàn Thông tin khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ những thông tin về lừa đảo trực tuyến để có biện pháp bảo vệ bản thân trên môi trường mạng. Trong đó, người dân không thực hiện theo yêu cầu của người lạ qua điện thoại, không truy cập vào các đường linh hoạt kho ứng dụng không chính thống để tải và cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc. Công an các cấp không bao giờ làm việc với người dân qua điện thoại và mạng xã hội. Khi cần hỗ trợ về cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, người dân nên đến trực tiếp công an địa phương để được hướng dẫn.